sửa cho anh cái quạt với. Quạt của anh bị làm sao ấy? Anh không biết được, dạo này nó cứ bật lên nó không quay được em ạ. Xong à. Rồi anh cũng để đấy mấy hôm. Này nóng quá, anh mang sang đây cho em sửa giúp anh với. À dạ. Thế cái dây nó không bị đứt đâu gì anh? Nó không đứt đâu em ạ. À thế là chắc là em nghĩ là cháy cái đầu kia rồi. Thế anh đặt đây. Anh bận gì không? Ừ, anh có, phải đi làm đấy. À tưởng không bận gì, vào ngồi nhà đợi em sửa cho. Thôi em sửa giúp anh đi, chiều anh đi làm về anh qua anh lấy nhá. Ừ, dạ vâng. Thế thôi anh đi làm đi, anh em đi làm nhé. Luôn cho. Vâng. Đi chiều giúp anh nhá. Vâng chiều ạ. Anh qua lấy. Cái này bụi quá rồi. Chắc anh để kho à? Khô dầu rồi, xung quanh này nó cạn hết dầu, dính dầu ra đây nên là em sẽ vệ sinh nó thật sạch sẽ rồi lại tra dầu vào.
chai dầu mình sẽ tra vào đây để cái motor này nó sẽ quay nhẹ nhàng hơn. Cái này có vẻ nó đã xoay nhanh hơn rồi, chắc là do anh ấy không tra dầu kỹ nên là nó bị kẹt ở trong. Tôi sẽ tra ở đằng trước nữa. Cái này có vẻ quay tốt rồi đấy, để xem nào. Lên rồi đấy. Lên rồi đấy. Thế nào? Số nhỏ, số vừa, số to. Được rồi.